Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Chí. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái reaction review một cái album của bạn Limitless vừa mới drop luôn. Thì như là mình nhớ là bạn nói là sẽ drop ngày 10 tháng 8. Thì như chắc buổi tối ở Việt Nam hay sao, bên mình là buổi chiều rồi. Thì mình mới thấy là mới drop cách đây mấy tiếng thôi. Cho nên bây giờ mình vô mình nghe luôn ha, rồi mình reaction nguyên cái album luôn. Mà coi coi cái album này bao nhiêu bài, mất công 20 mấy bài. Ô này mười mấy, ôi chuyện nhỏ. Ok, bây giờ mình reaction, mình vô mình nghe luôn nha. Ok, nói chung là bạn Limitless này hồi ở trong cái mùa rap Việt á, thì mình rất là đánh giá rất là cao bạn này. Tại vì bạn này có rất là có tài, và có một cái cách làm nhạc rất là commercial, rất là dễ đến tai người nghe, và nó cũng trending nữa. Cho nên nó rất là good cho bạn. Nếu mà bạn tiếp tục làm theo cái làm theo làm nhạc theo cái con đường mà anh đã chọn, như vậy làm rất là good. Ok, bây giờ mình vô mình nghe luôn nha. Cho nó nóng. Chắc mình phát hiện ra là mình nếu mình nghe nhạc ở trên đây á, nó sẽ có lyric luôn, là mình ngồi mình đọc lyric được luôn. À, quá lời. Ok, mình coi trên YouTube luôn nha, khỏi coi trên Spotify. Ok, vô. 6 năm về trước, trên mặt đất và bên dưới những vì sao, chúng tôi được nghe và tìm hiểu câu chuyện về một cậu bé đi tìm sự tự do cho linh hồn của mình. Lang thang trên con đường của những kẻ lạc lối, nó đã đánh đổi bất cứ thứ gì mà nó có để trở thành một kẻ vĩ đại. Thì mình nói chung là cái này là cái intro thôi. Thì thường mấy cái bài nhạc sẽ có những cái intro bình thường đó là sẽ là cái bài mà sẽ định hình nguyên một cái vibe của nguyên cái album luôn. Thì cái bình thường những cái album lớn mình nghe của những cái người rapper nổi tiếng đó, thì người ta thường những gì mà những người rapper muốn thể hiện trong cái album, người ta thường hay cho những cái hint ở trong đầu bài. Thì cho nên những cái bài intro như thế này á là thường sẽ nói là những cái điều đó. Thì mình cảm giác như là hình như có một chút xíu phương hướng về kiểu như làm như Travis Scott, Travis Scott. Nhưng mà các bạn cứ nói nhiều, mình coi nhiều cái bình luận trước á, nhiều bạn nói là ui Limitless làm nhạc sau này làm album mà sẽ chắc chắn giống như Travis Scott này nọ vậy thôi. Nhưng thực ra các bạn, Travis Scott là làm nhạc theo không có phải là theo cái kiểu mà trap rồi mà kiểu giống Tool này nọ gì đâu. Hồi xưa Travis Scott nổi tiếng bằng cái việc mà làm album Rodeo á, mà album Rodeo là làm theo kiểu vũ trụ điện ảnh, cho nên những cái âm thanh nó nghe rất là điện ảnh, nghe rất là spacious. Cho nên làm được những cái gì mà Travis Scott làm được á, nó khó lắm chứ phải dễ đâu. Cho nên là để mình tiếp tục mình nghe nha, nhưng mà mình thấy có cái phong hướng là đang cố gắng làm giống theo cái hướng đi của Travis Scott, nhưng mà mình nghe chưa có tới. Nói chung chút xíu vậy thôi, rồi mình vô mình nghe tiếp. Vừa mới bắt đầu, tao đam mơ về những thành công và những thứ sắc màu. Tao luôn tin những lời thầm kín trên những tờ nháp đầu, và tao sẽ rap cho đến khi mình không thể lắc đầu. 20 tuổi và tham lam, tao muốn tất cả điều ước của tao bắt đầu là sang trang. Tài năng và những khao khát tao ấp ủ và đang mang, bung ra mỗi khi tao rap, rap bang. Ok, thì cái này nó đánh khi mà bạn hát á, thì mình vẫn thấy có cái màu của bạn. Của bạn Limitless nha, chứ không phải là hoàn toàn giống như Travis Scott không luôn. Chứ này rất là đáng khen, rất là tốt, rất là hay luôn. Về cái giọng của bạn Limitless nghe rất là đã rồi. Cái này là đây. Cho nên nhưng mà cái bài này chưa có go hard lắm. Thì cái bài đầu mình hiểu, nhưng mà chút xíu nhận xét vậy thôi.
cũng khá là ok, định hướng được, mình nhìn được cái vibe của nguyên cái album là đánh tục là như là bạn Vắt Limitless muốn nhấn mạnh là cái địa vị của mình trong cái thị trường âm nhạc từ bây giờ và những gì bạn có thể làm được trong cái thị trường này. Thì mình nghe những cái vibe đó mình cũng mường tượng được. Nói chung một cái sự lựa chọn chủ đề cũng khá là hay, cũng khá là thực tế. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Cho nên tao khác biệt, khác tuyệt. Mỗi tao ở cái rap Việt, drop nhạc, hốt bạc, busy with the trap shit. Bước qua mọi cảm mấy và đéo có gì làm đau tao. Thiên thần đang đưa lùi khỏi những con quỷ đằng sau tao. Nên tao đưa tay vào cầu chúa, in sâu từng lời hứa. Chẳng điều khao khát để đâm chồi như một nhành thông, thì tao sẽ bước đi thật xa và thành công. Sự sống và cái chết, hạnh phúc và nỗi buồn, thành công và thất bại, tất cả chỉ là những ảo ảnh. Liệu con đường đó có dẫn nó đến với đỉnh cao, hay dìm nó xuống vực sâu của thực tại? Và quan trọng hơn cả là cái giá phải trả là bao nhiêu. Để tao kể về mất mát, kể mày bên thằng đạt, và cho mày xem tại sao nó biến thành limitless. Nhà tao ăn thức trong studio đêm chỉ để làm nhạc, không nước, không đồ ăn gì ngoài gói milligan. Tao đã từng đi sâu về bộ đồ cũ, cho đến khi mà tiền đầy tủ và tao khoác lên mình đồ Gucci. Thành công không hoạt động như một thần chú, đơn giản là một con đường mà tao chọn đất để chân mình cứ đi. Work so hard, yeah, never give it up. What it costs, yeah, I don't give a fuck. Không có gì khó, yeah, tao vẫn làm được tất. Sống trên cả vì nó, tao không nghĩ đến được và mất. Nên là xin về trên đây luôn ở bên tao, luôn kề bên qua mọi rêu rao, không còn chơi. Thì chút xíu nhận xét về cái bài đầu vậy thôi, thì khi mà cái nhạc giống như vậy á, thì cái giọng thì ok, thì cái beat nó giống như vậy là beat thực sự là để dành cho cái người mà vocal họ, họ muốn đóng tune vô, và khi họ đóng tune vô thì những cái lời, những cái giọng hát của bạn nó sẽ là một cái âm cụ chính. Thì khi mà cái âm cụ chính rồi nó phải thực sự lôi cuốn, tại vì cái beat bây giờ nó không có hỗ trợ được gì hết trơn á. Cái beat bây giờ nó chỉ là thả cho cái người đọc, cái người rapper dẫn dắt cái bài hát. Thì khi mà người rapper vào bài hát á, dẫn dắt cái khúc này á, trên cái dòng nhạc beat trôi như vậy á, thì đương nhiên phải đóng tune, tại vì nghe nó phải cháy. Nhưng mà đóng tune rồi cái flow phải nghe cho nó thú vị. Mình chưa cảm nhận được cái sự thú vị trong cái flow của bài này của bạn Travis, của bạn Limitless. Thì nó nghe cứ ngang ngang, cứ trôi 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 đó, mặc dù nó vẫn có cái flow nhất định, những cái flow chắc, nhưng mà vẫn chưa có thực sự là thu hút. Cho nên là một chút xíu nhận xét gì mình vậy thôi, của mình vậy thôi. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Không còn lưu lao, bắt đầu ngay đi, không còn đâu nào vì đó là thứ ta bước. Cái khúc giống như Travis Scott với lại có cái khúc beep 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 giống như cái bài Heartless của Kanye West. Ok, bài tiếp theo. Vẫn rơi. Sáu. Thì trước khi qua bài thứ hai thì chút xíu nhận xét về bài thứ nhất. Thực ra mình nãy giờ mình cũng nói rồi, rất là rộng. Sau khi mình nghe nguyên bài thì đậm hướng của Travis Scott một chút xíu, cái sự hình như là có chút xíu cái sự xuất hiện của cái beat của bạn Kanye West, và cái tiếng beep 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 đó vậy thôi. Thì cái này là kiểu
Thì đó nãy mình cũng nhận xét chút xíu về cái flow của bạn rồi, thì cái màu thì cũng đã được hình thành ra. Như bạn bắt đầu bạn cũng đã đánh bản quyền, bạn đánh bản quyền, bạn cũng đã nêu mạnh ra những cái mục đích của bạn khi mà làm cái album này. Thì mình thấy cái đó là cái cách làm album, làm intro cũng khá là đúng. Có một số lời khen cho bạn cái lúc đó. Ok, thì tiếp tục coi mình coi mình có sau cái nguyên album này có thể khẳng định được cái vị trí, vị thế mà Limitless muốn 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 đặt mình vào trong cái ngành nghệ thuật này quan trọng như thế nào. Ok, tiếp tục mình nghe tiếp bài 2 nha. Sao nước mắt vẫn rơi, tại sao nó rơi vì điều tao ước, vẫn yêu từng giọt mồ hôi của tao khiến tao đạt được hết những điều tao muốn, vẫn ngó lên từng vì sao thật cao, tao ước tao không thể xuống. Nếu đó là niềm ao ước của tao, tao sẽ sẵn sàng đón lấy mọi đau đớn. Tao đã sinh ra trong một nơi xung quanh ta tới bước ra khỏi nơi. Tao đã mồ côi dẫn thân vào những cuộc chơi, để mua niềm vui, gặp những điểm xui, tìm kiếm đường lui. Mỗi đêm tao đã phải bơi, bơi đi khắp mọi nơi, hút thêm một thời để ra ngoài khơi. Bước chân tao không thể ngơi, đi tìm những điều mới, không một giây thành thơi. Tao chạy khắp mọi lối để được lên cao, đón tất cả hào quang và những vầng sáng muôn màu gọi tên tao. Muốn gia đình ngưng không và được chăm sóc những người ở bên tao. Muốn những người chê bai dần mơ phai, ngừng việc rêu rao, muốn tiếp tục đi show, gặp bạn fan vì họ yêu tao. Scream it all loud và tao shout out to Angeles now. Hét lên đi vì những điều chiêm bao mà tao đã mơ. Vậy tại sao, và tại sao nước mắt vẫn rơi, tại sao nó rơi vì điều tao ước, vẫn yêu từng giọt mồ hôi của tao khiến tao đạt được kết từng điều tao muốn, vẫn ngó lên từng vì sao thật cao, tao ước tao không rơi xuống. Nếu đó là niềm ao ước của tao, tao sẽ sẵn sàng đón lấy mọi đau đớn. Đổi cả đời tao vào thành trap shit, tìm kiếm một sự khác biệt. Mở TV ta trên rap Việt, thảo mi cho một em lim nhảy tiền to dành vọng và bad bitch. Suy cho cùng là đếch gì, hiện tên trên vài tờ báo. Người thường có siêu sao hai mặt con dao. Tao làm nghệ sĩ vì điều tao muốn, và tất cả những thứ cho người ao ước. Kẻ thua vừa dìm tao xuống, huynh đệ thì nâng cao tay cùng tao uống. Khúc này tôi nghe hơi kỳ. Nghe mấy bạn nghe lại nghe nó hơi kỳ. Mặc kệ luôn và tất cả những thứ cho người ao ước. Kẻ thua vừa dìm tao xuống, huynh đệ thì nâng cao tay cùng tao uống. Mặc kệ ngoài kia là người mà nói gì, tất cả paranoid, đâu thể làm một khói, cứ bằng cảnh mà thôi. Thì mình nghĩ là rất là giống Travis Scott luôn. Hồi xưa hồi nãy là mình mới mở miệng ra, hồi nãy mình lúc mình nghe bài đầu mình nói là vẫn còn nghe được cái màu của bạn Limitless, ok, nhưng mà bây giờ chiều hướng quá rồi, đậm vô Travis Scott luôn rồi. Travis Scott luôn rồi, từ cái ad lib rồi từ cái beat rồi từ cái tiếng hi hat, cái tiếng y chang như mấy cái bài của Travis Scott luôn, mà những cái bài mainstream ấy nha. Thà tại vì Travis Scott có những cái album rất là có ba bốn cái album rồi, bao bao hai ba cái bốn cái album, mà bốn cái album mà mỗi cái album một cái màu riêng. Chỉ có cái album mà Burn in the Trap Sing Midnight với lại cái album Astro World là cái hai cái album mainstream được nhiều người thích. Tại vì những cái bài đó họ Travis Scott đánh những cái tune ấy, đánh những cái con beat trap với lại chơi melody với lại chơi kiểu trap đó, cho nên nghe nó rất là vui, rất là thú vị, rất là dễ nghe. Nhưng mà nếu mà mình làm theo giống như kiểu mà Travis Scott á thì thực sự nó phải đa dạng hơn chút xíu. Tại Travis Scott ngoài cái đó ra, Travis Scott được biết tới tại vì làm cái thể loại điện ảnh vũ trụ. Chỉ những cái âm thanh mà Travis Scott làm trong những bài nhạc nghe nó rất là đã, nghe rất là điện ảnh luôn, nghe rất là thú vị, và kiểu như là nó như một cái không gian như trên trên spacious, như là trên 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 khung trăng hay nói chung là vậy đó. Thì cái này mình nghĩ là nó là bạn cái hướng direction bạn làm là cái hướng đó, nhưng mà chưa tới. Cái đó thực sự rất là quan trọng khi mà làm về những cái thứ mà gọi là vũ trụ điện ảnh, nó không phải dễ làm đâu các bạn, nhìn vậy thôi chứ phải chỉnh sửa rất là nhiều. Cái giai đoạn mastering rất là cực khổ luôn mới ra được cái thành phẩm. Thì cái này là hướng theo cái direction đó, thì mình nghĩ là nó làm chưa, bạn làm
try too hard, mình cảm giác là như vậy. Tại vì bây giờ mình nghe thì chưa được ấn tượng lắm, tại vì mình nghe toàn là cái màu của Travis Scott không, mà cái màu này cũng đã mấy năm gì trước rồi, đúng không? Giờ không ai muốn nghe cái Burn the Traps in Midnight nữa hết trơn, không ai muốn nghe những cái bài Sycamore này nọ, bài nghe chán hết trơn rồi. Nếu mà bạn làm cái này cách đây 2-3 năm trước thì ok, mà bây giờ bạn làm cái này thì bây giờ mình nghe nghe nó khá là bình thường. Thật ra xin lỗi bạn chứ mà mình rất là đánh giá cao bạn, nhưng mà mình nhận xét là vậy thôi, mình nhận xét rất con mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Cái này chỉ là ý kiến của mình thôi, nhiều bạn sẽ bất đồng quan điểm nhưng mà không sao hết, vẫn có cái yếu tố hay. Nhưng mà về cái mặt gọi là sự sáng tạo giữa cái chất riêng thì mình chưa thấy cái điều đó. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Có ngày phải làm thêm, có những ngày phải làm thêm. Taking all these cash, mấy em cần phải làm quen. Angelus gọi là fan, đeo chiếc cổ làm gang trên. Đưa tất cả vào live show, cứ việc gọi là idol. Lệch ra, toàn năng, cầu cho bản thân, cầu cho bản chân, dẫn lối tạm biệt chiến thắng. Cầu cho lòng tin, phát sáng cho dù cay đắng. Cầu cho niềm vui, lay up dù màn thành sáng. Rơi xuống bên ta, tại sao tao chỉ muốn tao ở đây mãi, ở đây đến khi nào, đến khi nào. Ok, tiếp tục mình qua album mới, ê qua bài mới, bài Lên Là Lên Là Lên. Thì nhận xét của mình nghĩ sao mình đã nói vậy rồi, thì những một cái màu y chang vậy, là nghe cũng không có gì đặc biệt hết. Ok, tiếp tục qua cái bài tiếp theo, Lên Là Lên Là Lên. Thì hy vọng có chút xíu đổi mới, chút xíu trong cái việc làm nhạc và việc flow của bạn, và chút xíu thú vị. Nhưng mình nghe như thế này thì thiệt, nếu mà bạn không thay đổi cái nhịp này á, thì mình chỉ sợ là sau này rồi những cái sản phẩm tiếp theo của bạn á nó cứ vậy hoài, là thời gian đó là nó cây không, mình đã không có chất riêng rồi đúng không, mà mình không có chất riêng rồi thì khó mà ở lại trên cái thị trường này lắm. Cho nên một chút xíu lo lắng của mình là vậy thôi. Ok, tiếp tục cái tiếp. Yeah, và bọn tao vẫn đang lên và lên, bước người ta đây mà xem. Bọn tao trap suốt ngày đêm và đêm, rap chỉ như làm thêm. Bọn tao có vậy em yêu ở bên, vẫn cứ đang liệm ở trên. Và bọn nó vẫn đang chen và chen, mà vẫn đứng dưới tao làm nên. Nên bọn tao vẫn đang lên và lên, bước người ta đây mà xem. Bọn tao trap suốt ngày đêm và đêm, rap chỉ như làm thêm. Bọn tao có vậy em yêu ở bên, vẫn cứ đang liệm ở trên. Và bọn nó vẫn đang chen và chen, mà vẫn đứng dưới tao làm nên. Ok, ba ơi sao là bay lên mặt trăng đa sàng, không biết tao đang ở đâu. Drop album bay ra cực căng, mày em bung cúc khi mà tao tới sâu. Kiếm tí tiền lôi ra mà làm ăn, xong rồi lướt xuống phố chạy con xe ga màu nâu. Đeo hip hop mà tao đeo ngầu đâu, nhưng phải có em yêu mông cong ngồi sau. Đã có những thứ tao không phải khoe, bởi vì qua trăm lần nghe tao cũng sẽ cho mày thấy. Trapping xuyên đêm quên về lo, nên là khi có tiền to thì tao không cho mày lấy. Mày đeo tin tao luôn là thành công, nên là khi tao nổi lên thì tao mua tên mày gây. Tao thì bươi vào đây, yeah run tao 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 lên flow tao tao mà say. Yeah ok, get it in, get it in that paper. Ký thêm tên tao anh đồng giấy tờ. Drop the album như Rodeo. The brand new deals, tất cả nhạc tao. Đừng lôi tao tao so với thằng đấy. Mày muốn gang gang, mày chắc không bạn tao. Mày biết được cái đeo gì mà gay. Nên bọn tao vẫn đang lên và lên, bước người ta đây mà xem. Bọn tao trap suốt ngày đêm và đêm, rock chỉ như làm thêm. Bọn tao có mày em yêu ở bên, vẫn cứ đang liệm ở trên. Và bọn nó vẫn đang chen và chen, mà vẫn đứng dưới tao làm nên. Mà nhờ mày muốn biết cuộc sống ai tệ hơn, để tao cho mày nghe này con. Tao sống tốt bên một em nghệ ngon, và thằng em của tao đầy son. Mày thật vẫn thế, dù có kiếm nhiều hơn, vẫn không có nụ hôn. Và tệ hơn thế, tao vẫn biết nhiều hơn, và chỉ rock không khiến mày mãi đầy cơm. Đâu thằng nhau, ai sao hết cả trên.
đang mà ta không phải chăm đã qua vài phút. Tao biết là nhạc hay ngay cả khi ta đang sober. Chắc em phải thấy mấy bộ giấy khi đang overdose. Vì single tao đang là một rapper, nhưng cố lên tỏ ra mình là trapper. Đã có mấy thằng em đang còn ăn, và nó chưa từng khoe ra là hustler. Vì chúng nó vẫn lăng lăng mà làm. Nên một tao vẫn đang lên và lên, bước người ta đây mà xem. Bọn tao trap suốt ngày đêm và bên. Bọn cái đang nhìn bật trên, và bọn nó vẫn đang trên và... Ok, một chút xíu nhận xét về cái bài này thì nghe cũng khá là bình thường, chưa cái flow cũng không có gì đặc sắc, chơi chữ chơi vần thì cũng khá là bình thường, khá là ổn thôi, chứ không phải là thực sự rất là nổi bật. Và một chút xíu nhận xét khi mà mình làm nhạc Travis Scott là làm nhạc về cái vũ trụ điện ảnh, làm về cinematic universe, thì bạn có nhắc tới trong cái radio, bạn có nhắc khi cái nãy giờ mình không có muốn nhận xét nhiều về nhạc của Travis Scott, về nhạc của bạn, mình chỉ nhận xét bên lề thôi. Nhưng mà bạn trong cái bài hát bạn vừa mới nhắc tới cái album Rodeo rồi, khi mà bạn đang có ra nói rồi thì mình mới có quyền mình nhảy cho mình đem cái sự so sánh vào cả hai cái sản phẩm. Tại thực sự mình không muốn so sánh nhiều, tại vì mình thực sự mình chỉ nói là lấy cảm hứng thôi. Nhưng mà bạn ở đây có chữ Rodeo vô rồi thì mình muốn đem ra mình nói luôn. Ok, thì Rodeo, những album Rodeo, Bursting Midnight này nọ gì đó, kể cả Astroworld và Utopia, thì Travis Scott lúc nào cũng hướng tới cái việc mà làm album thuộc các cái điện ảnh và cái nghệ thuật tối cao nhất có thể. Thì khi đó thì những cái sản phẩm âm nhạc họ làm đi làm lại, họ master rất là nhiều lần và rất là kỹ luôn, cho nên nó mới ra một cái sản phẩm nghe nó hoàn thiện. Cái sản phẩm của Travis Scott nó có rất là nhiều cái sound effect ở trong, mà sound effect đó làm cho cái giọng của Travis Scott chìm vào trong cái bài nhạc, để cho mọi thứ như cái bài nhạc, cái bài beat như này, dưới trọng của Travis Scott nó chìm vào, nó giúp cho cái không gian này nó giãn ra. Nói chung là vậy, nói chung là sự hòa quyện giữa cái giọng của Travis Scott đánh tune rồi chỉnh sửa rồi sound effect vô, thì những cái gì mà nãy giờ bạn làm thì bạn cố gắng giảm cho Travis Scott. Cái beat này nghe giống rồi á, những cái sự gọi là bỏ những cái thứ này nọ vô cái ad lib, xong rồi được chuyển đoạn chuyển khúc làm rất là giống, rất là good. Nhưng mà bị thiếu một cái đây là cái gì, cái giọng của Limitless vô cái bài này nghe ok, nhưng mà chưa có nhiều cái sự gọi là cái sự hợp, chưa, tại vì cái này như là mình nghe vẫn hợp nhưng mà cái hai chạy song song đi thôi chứ chưa có hòa quyện vào nhau. Thì cái này cần gọi là cái gọi sound effect thì cần phải gọi là master cái này thật là kỹ nữa thì mình mới có cảm nhận được cái sự hòa quyện, và mình phải biết là cái khúc này phải hát ra làm sao để cho nó hòa quyện vào, để cho tổng thể bài hát nó hoàn chỉnh hơn. Thì mình chút xíu nhận xét vậy thôi. Mình thì làm chưa có tới cho lắm, nhưng mà thực sự cũng rất là cố gắng. Trong cái beat thì nghe vẫn có cái gọi là beat thì vẫn làm cũng giống rồi á, nhưng mà cái sự mà là cái final product á thì chưa có đạt, nghe rất bình thường. Nếu mà thực sự nếu mình không muốn xài cái chữ chán á thì nghe nó khá là chán. Nói chung là vậy, thì gọi cái bài lên và lên. Mình nghĩ cái bài lên nó phải chiến, nó phải dựng dựng yeah, giống như Travis Scott những cái bài rồi vô trap rồi bắt đầu rồi hát hú hú rồi vô á, chứ mà cái mà cái giọng của bạn mà cứ nên là lên, bọn tao có mấy em yêu ở bên mà nguyên cái album mà như vậy hoài á, nói thiệt với các bạn luôn chứ cái này rất là khó nghe. Mấy bài đầu thì ok, nhưng mà nguyên cái album mà cứ như vậy á rất là tệ. Ok, tiếp tục nghe tiếp bài khác, Acid đi, nghe đây luôn đi. What, come on, Acid. Mất cay, tao không muốn ở đây, tao không muốn làm mày, tao chỉ muốn uống thêm cho đến lúc say. Hennessy and Jager, rót đó cho tận đây. Buồn là cuốn vì đây đến khi mất cay, tao không muốn ở đây, tao không muốn làm mày, tao chỉ muốn uống thêm cho đến lúc say. Hennessy and Jager, rót đó cho tận đây. Yeah, pop a man at the party.
fuck them all. Mấy em đang làm trò. Yeah, she on me. On my body. Yeah, mấy em đêm em tao bằng giờ. Yeah, yeah. Bên cạnh trai chưa từng say, chưa từng drink. Tao phải quay bút tiền ra, không phải tính. Nhìn cha đi đang, yeah, I see on the neck. Mấy thằng cu này quay vòng to, đó là fake. Working hard, getting checked. Chờ đi mua cùng tao, em mình sex. Yeah. Rõ một điều thật to, bubble ace. Yeah. Rolling, 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 yeah, yeah. Tận lập cuốn, everyday đến khi mất cây. Tao không muốn ở đây, tao không muốn làm mày. Tao chỉ muốn uống thêm cho đến lúc say. Hennessy and Jake, gió đó cho thật đầy. Vừa lập cuốn, everyday đến khi mất cây. Tao không muốn ở đây, tao không muốn làm mày. Tao chỉ muốn uống thêm cho đến lúc say. Hennessy and Jake, gió đó cho thật đầy. Smoking weed, nóng thêm bật vừa lên. Chúng nó ước ao, trong khi tao ngày càng dây vi. Check my wrist, headache come my wrist. To sit down, xem mặt tao ở mọi TV. Yeah. They wanna be me, yeah. Trying to copy, yeah. Tao chỉ băng qua, yêu cất Lamborghini, yeah. Không muốn ở đây, tao không muốn làm mắt cay. Tao không muốn ở đây, tao không muốn làm mày. Tao chỉ. Cũng vậy, sau khi mình nghe qua một số bài rồi. Thì mình xin mạnh dạn đánh giá luôn cái album này khá là tệ. Man, qua tới cái bài tới đâu rồi, bài Acid 4 bài 3 bài cái màu y chang nhau. Chẳng có gì thay đổi cả mà nguyên cái album. Mình thường không ai làm cái album mà làm mà nguyên cái màu y chang. Nói chung là cái nội dung đó, có thể nói là ok, cái nội dung hướng về cái mặt gọi là khẳng định bản thân mình trong cái thị trường âm nhạc. Nhưng mà nó phải nghe cái beat, cái flow cái này nọ phải nghe khác biệt, nghe nó xíu xíu chứ. Chứ mà cứ cái màu vậy mà cứ làm đi làm lại hoài nó thiệt với mình luôn. Mình nói khá là chán, nói thiệt. Thì chút xíu nhận xét của mình này bị thôi. Ok, tiếp tục mình qua bài tiếp theo, bài Move nha. Bấm cái này. Bài mưu nó không có đăng à. Nếu không phải nghe ở chỗ đây, đây. What's up design friends? I'm excited to tell you about a new event coming up from Adobe. Left side to the right, thực ra chứ là left to the right được rồi, không cần left side đâu. Nghe kỳ lắm. Tao thương tiền được cơm mà bị to, đeo con cái mẹ gì để lo. Tao thuê là phải chất, áo mẹ luôn giải nhất. Tập tất cả chúng mai trở về mò. Lên sâu là mấy chị hôn thật to. Nhà đi gọi về đi phò. Vẫn thương về tiền triệu dù chỉ ký với tờ giấy. Một quyết sinh đi o đi o. Và tao luôn làm đúng không sai. Họ bảo tao là phòng 1 không 2. Mày thắc mắc với tháng 8 thì kêu ngay. Tao ăn chơi chắp tạm mà không sai. Ở này qua drill đánh nghe khác biệt, nghe nó thú vị hơn xíu. Nãy giờ quýnh trap nghe chán và cơ lờ ra rồi. Giờ tao phát sản, tung bay. Không bao giờ là phát choáng, lung lay. Tôi tìm lúc phát chán, với chúng mày. Lại tự tin để khám bánh, tao vung tay. Yeah, slap, yeah, my old game by my side. Anh em ta không quên tao oai. Em ta đi đua trên dream high. Slap, BCC ca trên the vibe. Anh em ta oai còn dài. Tôi đi vừa sai như Dubai. I gotta move, hang out with the crew. Never gonna lose. I gotta move. Cái đoạn này
chỉnh effect lại chút xíu, mastering lại chút xíu nghe sẽ ok hơn. Mình nghĩ là chưa có hoàn hảo, chưa có hoàn thiện lắm trong cái phần audio của bạn Limitless này nè, cái khúc này nè, nghe chưa có được đạt cái đỉnh. Cái này có thể mình chỉnh sửa chút xíu, mình remaster lại chút xíu thì nó sẽ ok hơn. Ở vậy chút xíu nhận xét cho nó, bài cũng khá là vui, khá là hay á. Tiên phong rồi bọn nhóc đã học lỏm xong tới ngọn thì yên tâm. Ta luyện tập đêm vào ngày để quên thâm bị lấy kiến giữa bản thân và đầu tiên đường duyên âm. Ta thọ sống với tôi trẻ và sinh năng, trở lâm nhạc như một thứ để chuyên tâm. Mấy tháng ngày sự khởi đều rồi đều đưa ra một kiểu khi nhìn ta đeo hoàng cổ những viên băng. Người ta chịu chơi, không phải dẫn chơi chi, không chụp hơi, xong phải sơi chai rượu. Em cứ mặc cho hợp thôi, vì hôm nay anh hơi điệu. Bởi có biết là mở khúc này bạn nhiều ho nữa, bài rất là hay luôn. Khúc này bạn mà thay vì bạn đánh những cái verse cái flow khá bình thường như nãy đang build up lên ok rồi, cái này bạn go hard luôn á là nó sẽ rất là đã luôn á. Mà bạn chọn theo cái chiều hướng bắt đầu chậm lại, thả những cái chữ rất là chắc ăn thì hơi bị hụt hẫng chút xíu. Nãy mình cảm giác là như vậy thôi chứ không có gì hết. A voice là 20 triệu. Yes, yes. Gucci, Louis, cho mấy em vợ này mặc Louis. Sexta booty, dẫn em vào cảnh như là movie. Anh đi từ số không đến vách đích, đổ tiền ra từ thành tích xong rồi ảnh cho bạn em. Mày làm được kiện lão gì hả man? Bitch, dẫn em vào xem. I gotta move, hang out with the crew, never gonna lose. I gotta move, thâu đêm ở vòng ngôi. Anh em hit the wood, I gotta move, left side to the right. Nhưng I gotta move, không được trái một phải là sao men? Nhưng kêu ai cả là mưu bên trái bên phải men. Lấy gì ba? Thì một cái màu khác trong cái album này thôi. Thì nghe khúc này qua chơi bạn chơi drill thì nghe nó thú vị hơn xíu, nhưng mà bạn không có giữ được cái lửa cho mình. Lúc về giữa đoạn thì nó bắt đầu nó build lên được cũng khá là vui, khá là bắt đầu phấn chấn rồi, nhưng mà bắt đầu về sau bạn không giữ được cái lửa bằng cách là bạn chọn cái cách là bạn đi flow chậm chậm lại, không có đi nhanh nữa. Khúc này đi nhanh khá là hay, khá là cuốn á. Tuy nhiên rồi nói chung là ok, cũng ok, nói chung là cũng một sự cải tiến được trong cái hướng đi trong cái album. Ok, rồi tiếp tục mình nghe bài tiếp theo. Bài tên gì đây? Mu rồi vẫn cứ là ok. À này có feature vô nghe sẽ khác liền. There's nothing more powerful than you making your thing happen. Really go. Pretty sick. Yeah, okay. Đéo có làm sao, yeah, vẫn cứ là okay. Baby, it's going down, tao phải bay khỏi đâu đây. Nhẫn hơi to, đó làm tao phải đau tay. Yeah, mấy em ngon, căng mọng như là dâu tây. Đéo có làm sao, yeah, vẫn cứ là okay. Baby, it's going down, tao phải bay khỏi đâu đây. Nhẫn hơi to, đó làm tao phải đau tay. Ngon căng mọng như là dâu tây. Ok Scott, tao đeo có thời gian để mà so. Vì phí đang to vẫn thừa tiêu, không phải lo gì. Có em yêu mông thì to, mua thì kiêu kỳ. Chúng nó vẫn đang nhìn thấy cuộc sống của tao hơi bị tiêu gì á. Nhưng mà tao đéo đùa, tao chỉ đang để tâm tập trung làm ăn nên đừng có khéo ủa. Mấy thằng cu cố bắt chiếc style của tao tu thì nó kéo bừa. Cố để biến thành tao ở thế hệ sau nhưng mà nó đéo được. Ôi rồi ôi, nên là thôi mà tao chỉ hơi bị đa tài, hơi bị trôi và hơi địch thôi. Tao chỉ đang nghỉ ngơi mà mình chúc em tưởng anh bị rơi. Rap còn đang hút thôi mà cứ đòi bơi ngoài khơi là sao? Hơn giờ hơi mấy thằng em ngồi yên xem anh hốt bạc. Gọi cho Pretty Sick chạy qua vòng thu anh em mình đốt nhạc. Vẫn ung dung làm to, fuck em bò, mấy cái phốt tạo. Mấy thằng fake lại co và cứ cơn no mỗi khi tao drop nhạc. Đeo có làm sao, yeah vẫn cứ là okay. Baby, it's going down, tao phải bay khỏi đâu đây. Hơi to, đó làm tao phải đau tay. Nghe tại nghe giọng của bạn Limitless xong không nghe cái beat luôn, do cái loa mình dở hay là sao. Các bạn nếu các bạn
Nghe nó khác thì thông cảm cho mình nha, đây loa mình loa cùi quá. Yeah, mấy em ngon căng mọng như là dâu tây, đeo con làm sao giờ vẫn cứ là ok baby. It's going down, ta phải bay khỏi đâu đây, nhân hơi to nó làm ta phải đau tay. Yeah, mấy em ngon căng mọng như là dâu tây. Ok start spill the weed baby, I'll be okay. Get your ass in the waves, going up like OJ. I don't talk too much, I've been silent all day. Go walk with me boy and you finna get paid. Boy, come on, floor, spread the words of flat. No, you want it all, go and turn it on my chat. No, dancing with the star, and I'm so dancing with the devil. No, I'm not myself when I'm in the instrumental. All the juice, all the cheese, I need no change, yeah. Take one, just to self medicate, yeah. Right, wrong, I spoke, got out like this. Drop out like I'm signing a fucking gag, yes. Alright. Thêm một trong một cái feature này cũng đem một cái giọng khá là mới mẻ vào một trong cái album. Thì cái feature này cũng có một cái phần góp công cho đem một cái góc nhìn mới, một cái cảm giác mới trong cho cái bài của bạn Limitless. Nhưng mà thêm một ông này vô thì ông này cũng đóng một cái flow y chang Travis Scott. Chung là những cái câu xài những cái flow y chang của Travis Scott luôn. Nói chung là đem một cái, nếu mà thực sự mà nói, nếu mà bạn mà feature bạn vào, bạn đem một cái tại khi mà bạn feature bạn vào hát rất là hay, nhưng mà về sau các bạn vẫn đem cái màu của Travis Scott lên lại hát tiếp nữa thì nghe nó khá là chán. Nó thật là như vậy. Ok, tiếp tục nghe bài tiếp theo, chắc cũng hết rồi. Ok rồi. Bài tiếp theo bài gì đây? Gato. Ủa? Kỳ đó. Nói mình nhớ anh bấm lại. À. On Fiverr, you can find high quality freelancers for a variety of services, including... Camo mềm cứ phải ướt sướt bước khi anh ra phố. Chất giải phủ khắp cả xa lô. Cất vài củ vào trong ba lô. Kiếm thêm đầy đủ không để ba lo. Đưa ra tao vào mét khi phải ghét còn là gato. VNV trong con Lambo. Nhà phải thành ngạn như là Rambo. Out of black quần thì camo mềm cứ phải ướt sướt bước khi anh ra phố. Chất giải phủ khắp cả xa lô. Cất vài củ vào trong ba lô. Kiếm thêm đầy đủ không để ba lo. Đưa ra tao vào mét khi phải ghét còn là gato. Tao vẫn là tao, chưa từng thua ai. Tên đã trên bàn tóc bao lâu rồi chưa phai. Okay. Đó, cái này là cái điều mà mình cần. Một cái màu riêng của bạn Limitless thì giờ mình mới được nghe lại. Chứ nãy giờ nghe Travis Scott chán vờ cơ lờ ra. Man, giờ nghe cái này, nghe cái giọng của bạn. Mình muốn nghe cái album của bạn Limitless, mình nghe cái chất của bạn Limitless, chứ mình không muốn nghe Travis Scott. Cho nên là bây giờ nghe được giọng, mới nghe được cái chất của bạn Limitless này. Bây giờ nghe rất là thích. Nhưng hy vọng là bạn sẽ giữ cái chất này hết cả bài hát nha. Đừng có bỏ yeah 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 của Travis Scott vô, nghe rất là chán rồi. Chứ được nghe. Miền Bắc trên bài worldwide luôn phải giữ cái chất gắt nhất mỗi lần đưa mai. Sáng cái đàm phán chiều lại đi thu. Mấy em làm giả tôi lại phải vi phu. Chưa đi hàng quán alo si phu. Nó như kẻ là tán nhưng dù là quán thì không được into. Sinh ra ở phố anh là trai thủ đô. Nhưng anh không phải loi có bờ vai đủ to. Kiếm lên chất cả kho không phải trăm rủi ro. Để xa ra VCC và thương cả 84. Tự tạo ra phép nhiệm màu. Mỗi lần cầm cái bút và tôi từng phút trùng đầu. Yeah, làm việc thay thế nguyên cầu. Rap bên anh khác với I'm professional. Yeah, keep it professional. Keep my mind sober không thiết dùng đồ. Yeah, khi nằm cứ on and on. Kiếm vai cái điều lớn mỗi khi nghe phone. Yeah, anh em của tao luôn ở quanh cái Hà Nội. Làm sao mà vội. Yeah, yeah. Mỗi khi vào show là luôn đi theo cả đội. Giá đêm mà trời, bố mày chơi. VNV trong con Lambo. Nhà bạn thành đạn như là Rambo. Out of black, quần thì camo. Mà em cứ phải ướt sướt bước khi anh ra phố. Chất giải phủ khắp cả xa lô. Cất vài củ vào trong ba lô. Kiếm tên đầy đủ. Này vô nghe khác biệt, nghe khá là hay. Tại vì mình thích ở đây, mình thích cái chất giọng của bạn
Limitless, cái chất riêng này là của bạn, là mình nãy giờ mình đang tìm kiếm những cái thứ, những cái sản phẩm như vậy nè, thấy không? Cái này là điều mình cần đang mong, mình đang mong đợi cái này rất là nãy giờ mình đang mong đợi cái này luôn á. Rất là hay, rất là cuốn. Các bạn đi flow chơi dần cũng khá là ổn và đi flow khá là thú vị luôn á. Cái bài này nghe không có chưa thấy chán luôn á. Nói chung là rất là làm bài này làm rất là tốt. Tiếp tục. Không để ba lo đưa ra tao vào mét, chứ phải kết quả là Kato. VN Vu trong con Lambo, nhà phải thành ngã như là Rambo. Áo all black còn thì camo, mềm cứ phải ướt sướt vướt khi anh ra vô. Chất giải phủ các quả xa lô, cất vài củ ở trong ba lô. Kiếm đến đầy đủ không để ba lo đưa ra tao vào mét, chứ phải kết quả là Kato. Anh em tao VN Vu trong con Lambo, mà anh cho tụi tao cây Maro dù cô họng để đen khô. Đoạn đường để cam go, anh em tao cứ rap thì càng ngày càng lên đô. Tao vượt qua cơn sóng mà tụi mày còn đang lo. Cứ bèn cùng cái đêm nên như thấy mình gan to. Nếu đang mơ mình ngang cơ, dù đời này có rối như giấc tơ, dù bàn tay ở phía dưới có hoàng hôn, dù cho nhiều hôm đông thì thằng homie vẫn rap lưu vang với Cura Santo. Oh man, bài Hustlang Rocky hát khá là cháy, mấy em hơi thích rồi. Thì feature này cũng khá là ok chứ, nghe một cái góc nhìn khác một cái bài khá là hay luôn á, khá là hợp với cái bài luôn á. Tiếp tục nghe tiếp. Lời nhạc thì bao nhiêu là sự thật bên trong đó. Keep it real thì không khó, nắm ngay trong tay thứ tụi bay luôn mong có. Cùng anh em tao băng qua vào dòng gió. Trên thì xếp nguyên hang dốc, gia đình táo như hoang tóc, là nhà rắn nên xin giết mấy băng nọc. Lời viết ra là vàng ngọc, dù có đôi khi tàn độc nhưng không mang chi gân ghét và hằng học. Miệt mài biết bao đêm trăng trọc, sự thật phía bên trong màn bọc. Phải rapper thì như nắm ngày càng mọc, rồi thì đương nhiên vào một ngày không xa nên ta sẽ ghé thăm lại sàng lọc. Vì em vui cho con Lambo, nhằm thành đạt như là Rambo. Áo all black của thì camo, cứ phải ướt sức mưa khi ra vô. Chất rải phủ khắp cả xa lô, cất vài cụ vào trong ba lô. Khi tiếng đầy đủ mua thêm cano, đi tới tao vào mép khi mày ghé hoặc là gato. Vì em vui cho con Lambo, nhằm thành đạt như là Rambo. Áo all black của thì camo, em cứ phải ướt sức mưa khi ra vô. Chất rải phủ khắp cả xa lô, cất vài cụ vào trong ba lô. Khi tiếng đầy đủ mua thêm cano, đưa tới tao vào mép khi mày ghé hoặc là gato. Khá là hay, mình thích cái bài này. Nãy giờ mình nghe những cái bài kia so sánh á, thì mình thấy bài này cũng cách là mình thích nhất. Tại vì bài này là cái màu riêng của bạn Limitless, với lại có cái feature của bạn Rocky thì may, rất là may là hai bạn này vô hát, không có đem những cái câu cái flow của Travis Scott rồi hát tiếp. Cái đó là một điểm mình rất là thích rồi. Và các delivery của bạn Rocky cũng khá là cuốn, khá là cháy, nói chung là mình nghe cũng thích, rất là thích. Chút xíu nhận xét về cái beat thì cái beat nghe cũng hay, bài trap vui vẻ. Thì bài này thực ra thì nhảy mình nghe cái chữ U là trời nữa đúng không ta, thì những cái nói chung là cũng bỏ những cái này nọ, không chung có động rất là nhiều sự ảnh hưởng từ rap Việt mà ra, cho nên là mới ra được cái sống như thế này. Cho nên yeah, một bài rất là hay, chúc mừng bạn. Tiếp tục cũng hợp lý, tại vì bài này hay, 4.000 view, mấy bài kia có mấy trăm mấy ngàn, bài này bây giờ là 4.000 view, khá là make sense, hợp lý. Ok, tiếp tục mình qua bài mới. Bài tiếp theo bài gì đây? Gato và Rap Star Jump. Bài này ok, bài này 1.000 view, tôi coi bài nào còn 1.000 view, 2.000, 4.000 view nữa không? Ghi là anh cũng đã quá sai lầm hả? Vì là hết cái bài mà Rap Star Jump này là sẽ tới cái bài hit của Woody. Có Woody, hẹn gì Woody vô là 4.000 view. Rap Star Jump này hả? Không, Rap Star Jump nghe giống như Post Malone, không biết có quay qua làm. Thì cái chút xíu giống Post Malone không? Để coi. Đâu rồi, bài đâu rồi? Rap Star Jump này nè. Hello to my fellow creatives. Terry White here, yeah. And I'm just letting you know that Adobe will be locked. Yeah. Bay từ my city ta lên đây là idol. Drop the album ta come back gọi là viral. Rap star cho nó tên ta một title. Pop star, yeah I be there like Michael. Phát loa cái mixtape ta mới final. Bước ra hai tay khoác tên cả hai cổ. 18 khi ta mới sign vào label. Key name put my hands on the... Chưa hát cái này phải go hard mới hay, chứ mà hát kiểu rên rên nghe rất là chán. Mấy em bạn quá hard. Ok, bạn ok, cái này mà giữ được cái flow như vậy, cái lửa như vậy là rất là hay luôn. Tiếp tục nghe tiếp nha. Chúng ta vẫn nghĩ tao không suy nghĩ đâu, chúng ta vẫn nghĩ tao đang dòng chơi, chúng ta không biết tao vẫn đang biết đâu, chúng ta không biết tao đang căng ngời. Tao không thích mấy em toxic đâu, mấy em say chích vẫn đang cong môi, mấy em vẫn nói tao hay ham chơi, mấy em vẫn
Ok, chút xíu nhận xét là mình không có nhận xét về lyric nhiều, tại thực ra lyric phải là điểm mạnh của mình để mình nhận xét, mình chỉ nhận xét đa phần là cái flow, beat, cách mà làm nhạc thôi. Nhưng mà mấy cái chữ mà Gucci, Louis Vuitton, Louis V, Gucci này đó mình nghe rất là chán rồi, lấy mấy cái chữ này cứ lặp lại hoài, nghe cứ cái sự lặp lại mình nghe thấy nó chán. Cho nên nhưng mà tổng thể chút xíu thì nghe khúc này đang go hard thì nghe cũng khá là được, khá là ổn, được hơn những bài kia. Mà nhưng mà đối với mình cái bài hồi nãy vẫn là bài hay hơn. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Yeah, tao quá kiếp on my Gucci got a new bag Louis V. Em đừng nói những điều không thú vị, baby, let your body speak. Làm đồ trap như Ratatouille, mày em liếm cái liền in me. Yeah, sao đáp sự và chắc thì bọn tao drop it out the heat, boy. Khúc này phải cho Drake vô, beat the switch phải cho Drake vô, mà bạn như là cân luôn phần của Drake luôn, hát tiếp luôn. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Very tall dude, it's incredible. Back into my city like I'm God, gọi là super pro. Jump like I'm Mario, drop nhạc trên radio. Drip on Valentino and fuck my pretty girl. Safe dealing very tall dude, it's incredible. Back into my city like I'm God. Started, dropped in một con track back like lên top. That's a hard shit. Bring it to the mob, they never stop. That's a must win. Get một cục tiền to, spend it all. Vì tao trapping. Tám tiếng studio, working out till the morning. A-Style City, hai chín represent. Vì con xe mô nâu thỉnh thoảng lại trong A-Style City. Không biết A-Style City này bạn nói là gì, Hà Nội hay là A-Style là Houston đó. Man, chắc là bạn... Ok, nói chung là mình không có ý gì hết. Nhưng mà nếu mà dùng tiếng Anh rồi thì phải dùng sao cho nó đúng. Ý mình là như vậy. X-Town đã được phổ biến biết tới nhiều là Houston. Houston là X-Town. Còn mà Hà Nội thì nếu mà dùng cái X-Town mà nói về Hà Nội thì mình nghĩ là nó hơi kỳ, đúng không? Nhưng mà đối với mình X-Town nếu mà bạn thực sự bạn muốn chơi chữ thì X-Town cũng khá là hay. Tại vì vừa là Hà Nội vừa là Houston. Houston là thành phố mà của Travis Scott. Thành phố mà Travis Scott lớn lên ở thành phố Houston. Cho nên là chút xíu nhận xét vậy thôi, nhưng mà yeah, cái nhận xét của mình là vậy thôi. Tiếp tục nghe tiếp. Mercedes Benz, fuck the city girl, dating with her friend. Buông nó tới lúc say để nhìn thành phố của tao sáng đèn. OG, living like an OG. Mày cao lên tận chóp nên đeo bao giờ phải low key. Smoke weed, người như kiểu là OD. Đưa cho anh một tap xem trong mắt anh nó màu gì. I gotta jump like a Mario. Drop nhạc trên radio. Drip on Valentino and fuck my pretty girl. Sit still and very tall. Do it's incredible. Back into my city like I'm God. Gọi là super pro. Jump like a Mario. Drop nhạc trên radio. Drip on Valentino and fuck my pretty girl. Sit still and very tall. Làm nụ trap như Ratatouille. Mày em liếm cái liền in me. Ok, chút xíu bây giờ cái bài này xài những cái chữ rất là thú vị. Là mời trap vô Ratatouille, mấy em liếm cái Louis Ni. Nói chung là nghe rất kỳ các bạn. Nói chung là khi mà beat nó switch, thường beat switch là mình phải cho một cái feature khác vào để hát, để đem một cái màu khác. Khi cái màu đó qua tạo ra một cái chiều hướng nó khác luôn. Cho cái bài để cho người nghe nó bất ngờ, đúng không? Chứ nhưng mà nếu mà mình làm cái beat switch rồi thì mình phải chuyển cái cách hát. Mình nghe cái flow này với cái flow kia cũng giống nhau nên làm beat switch nó hơi uổng. Nếu mà bạn có thể bạn bỏ khúc này mà kiếm một cái feature nào đó vào hát nó sẽ hay hơn. Mình ý của mình vậy thôi, nhưng mà cái beat nó làm giống của cái bài Sycamo quá, nghe rất là chán. Chung mình tiếp tục qua bài mới nha. Tại vì cái này nếu mà thật sự mà nói nghe nó cũng được, một cái sản phẩm nhạc hoàn thiện, ok. Nhưng mà cái này là 2018 rồi các bạn ơi, cái này 2023 rồi. Astro World drop 20 mấy ta? 2018 đúng không ta? Đúng rồi, 2018 rồi. Cái này là 5 năm rồi các bạn, mình phải move on thôi, chứ không thể nào mình làm nhạc như hồi xưa được. Cho nên là cái ý của mình là vậy thôi. Chứ mà mình cứ lấy cảm hứng thôi, nhưng mà ok, nhưng mà không thể nào mình đem nguyên một cái album nó quay lại được. Đó là 5 năm gì trước rồi.
nửa thập niên rồi các bạn. Ok, tiếp tục nghe bài khác, tiếp tục nghe bài khác. À, bài có vui đi. Anh cũng đã quá sai lầm. Ok luôn. À, bài này chắc hay. Let's talk about easy. Like fee free easy and no minimums easy. Plus anh cũng đã quá sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà ta đâu có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, còn trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Vì anh cũng đã quá sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà ta đâu có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, còn trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Không biết gì dài tin người, mày kiếm bao con rắn săn mồi, yeah. Tao cũng không biết anh em thân thiết, tại sao lưng tao có mỉm cười. Đi lên sân khấu ồ ào, nhưng mà hà mà một thiệt ta mới biết ngay, trước khi tao thăng tiến xô vào. Ngồi cùng một bàn nhậu làm bài mới diễn hay, yeah. Bớt bớt làm trò đi em, vào trò sư lướt mướt càng mi quen. Bước bước trở lại khi em thanks skirt skirt cho tổng đi em, yeah. Fake friend, fake girlfriend, đang ngay bên anh chờ chờ, yeah. Fuck them, fuck all them chờ. Fake friends còn có nghĩa fake girlfriends là gì? Hàng đêm bên anh chực chờ, phất đêm phất ốp đêm, chúng gọi tên anh, chúng gọi tên anh từng giờ. Gọi tên anh từng giờ, giờ yeah. Phải cố gắng để mà đi lên, không để đồng tiền vào mắt giữ mình thật insane. Chùa một đẳng cấp dẫn đầu mình ghi tên, được tập vào ngày để chất vấn ngầu in this game. Bước đi qua mọi nơi mọi lối đã sáng chói, mấy lúc họ chơi gọi vui cả sáng tối. Lướt xe qua đằng sau để ám có được mình tao bỏ lên trên cao, làm sao mày dám gọi anh yeah, đã qua yeah. Sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà tao đã có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, ngồi trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Và anh cũng đã quá sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà ta đã có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, ngồi trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Vì anh đã sai rồi, anh không nên nói hai lời. Trong studio ai ngồi, nghe thấy tiếng máy sai rồi. Em nói anh yêu rap hơn em mất rồi. Và anh không muốn thay đổi, cảm thấy bản thân anh như gã tồi. Nhưng mà kệ anh lại đốt cho đến xanh. Má, tới khúc này mà chứ muốn lại Woody rồi. Má, quá ghê, shit. À, Woody vào là quá là nguyên cái track này thành bài của Woody luôn. À, man, cứ vậy hoài, man. À, chơi kỳ quá, Woody à. Ô, chơi vậy là chết anh em luôn rồi. Oh, man. À, giờ nghe Woody vào hát khá là cuốn luôn á. Man, khá là thích, đó, làm cho mình tỉnh táo chút xíu. Ok, tiếp tục nghe tiếp. Chơi, và anh chọn anh và nhận anh cùng homie với ở quanh. Ông bảo ít ra chơi melody, phải ít ra phải như vậy các bạn. Nó phải chuyển biến chút xíu trong cái flow. Chứ không thể mà mình ngồi mình cứ đọc được, à, đọc nghe rất là chán. Thà biết thả biểu, nói chung là diễn đạt được chút xíu, như là thả hồn vào bài hát chút xíu giống như vậy. Nghe rất là đã, nghe rất là phê, nghe rất là hợp với cái nội dung mà bạn Woody truyền tải. Nghe rất là đã, nghe rất là smooth luôn. Chứ không phải là mình cứ đọc được. Tiếp tục nghe tiếp. Em tin tưởng ở anh, thấy con đường khó thì bọn họ thường phanh. Còn ta chọn cách để bản thân ta được trưởng thành. Mày thích bằng nhau, ok ta chia bằng nhau. Mày thích nhiều hơn, ok tao chẳng sao. Kiểu tao có MV chứ không đeo về mặt báo. Fuck, mấy thằng cặc lao. Đùa thôi, tao chỉ ăn rùa thôi. Tao mà chỉ chơi nửa vời. Cảm thấy đã thừa rồi. Ôi, giời ơi, chắc phải đợi đến thời thôi. Phải tốn thêm bao mồ hôi, đốt thêm một cây bật nhạc nhìn đời trôi. Vì anh đã quá sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà ta đâu có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, ngồi trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Vì anh cũng đã quá sai lầm, nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà ta đâu có thấy hai lần. Bỏ ngoài đó bao nhiêu lời than, ngồi trong căn phòng cứ xoay vòng. I forgot all this pain vì con tim đã quá chai sần, yeah. Con tim đã quá chai sần, yeah. Ok, bài tiếp theo. Những thứ tao cần phóng lên mặt trăng và lớn. Những thứ tao cần phóng lên mặt trăng và lớn. Ồ, nó không có bài luôn. Create an amazing website with Fiverr. You'll need your web developer, UX writer, and Amy. Chung quên nãy giờ mình cứ tiếp tục mình
mình quên nói chút xíu nhận xét về cái bài đó thì Woody làm rất là tốt, cái bài cũng đem một cái body, đem một cái màu khác vào cái bài, làm cho cái sự mới mẻ rất là hay, nghe rất là cuốn, rất là thích cái khúc của bạn Woody. Nhưng mà một lần nữa Woody lại làm cái bài này hot lên nhờ cái verse của Woody. Cho nên bây giờ mình phải nhận biết, phải thực sự rất là bây giờ nếu mà đánh giá thì bây giờ mọi người phải hiểu cái sự đáng sợ của cái feature của Woody như thế nào. Ai mà bây giờ làm nhạc mà có một cái feature của Woody vô á, chắc chắn cái bài nó nổi, bài nó hot liền luôn. Biết cái tầm ảnh hưởng của Woody nó mạnh đến cỡ nào rồi. Ok, vô tiếp tục bài tiếp theo. Đã có những lúc tao không tin vào mình, không tin những thứ tao đã có sau hành trình, không tin đến lúc tao đã đứng trên đài cao, băng tên một tát cho đến khi tao vào hình, không tin trong ví tăng lên mất tình linh, không tin trên nhẫn về kim cương tao chỉnh hình, không tin ba mắt tao sẽ tự hào về tao và khoe về tao mỗi khi ai đó kinh kinh, vì tao muốn như đứa ghen tao phải kiện, phải thèm muốn mỗi khi thấy tao xài tiền, vì mày đâu biết được trước khi tài phiệt tao bỏ đến dài miệng phải kiếm thêm vài việc. Tao đã ước tao đường mai đã mình ra xa, và có những chuyến đi tao phải xa nhà, chúng nó cứ nói tao chỉ ba hoa, cho nên khi nơi dưới chân tao là Prada. Bởi vì những thứ tao muốn và cả những thứ tao cần, đổi bằng cả đông những vết thương và những phút sai lầm, ngừng cố lên khi tao buông, tôi lại muốn nói bao cần, chỉ mà khoảnh khắc đối với tao là chẳng có hai lần. Là vì những thứ tao muốn và cả những thứ tao cần, đổi bằng cả đông những vết thương và những phút sai lầm, ngừng cố lên khi tao buông, tôi lại muốn nói bao cần, chỉ mà khoảnh khắc đối với tao là chẳng có hai lần. Bởi vì tao đã không tin ở vận may, mọi thứ nó chỉ đến khi động tay, danh vọng là ảo giác, nó khiến cho tao áp, và đôi khi ngơ ngác khi mộng say. Khá là hay. Vẫn tức biết khi nhạc hay, khi những tờ giấy cho bạc bay, không thể lười nhác mà không thể phó tác, và nhất là không thể nghe bọn mày. Vì đã có những lúc mày đủ xoay vòng, thằng em tao xin ngán xong rồi tay còng, con kẻ cũng từng nói tao trông nghèo nàn, giờ thì nó nói tiền bạc làm tao thay lòng. Tiền chỉ khiến tao tin là bản thân tao, chỉ biết và hiểu khi đã dâng thân vào, và tiền chỉ khiến cho mày thân tao, và khiến em người yêu của mày dâng trao. Có lẽ đã hết sai lầm, và có lẽ đã quá trái sân, và như đau đớn phải dần, vì nó đó đeo ai cần, để không một giọt nước mắt đã phải rơi, tước mất cả ngày trôi, ngắm tất cả trước mắt ta mà thôi, vẫn nhớ ta phải chờ. Bởi vì những thứ ta muốn và cả những thứ ta cần, đổi bằng cả đông những vết thương và những phút sai lầm, ngừng cố lên khi ta buông, tôi lại muốn hơn bao cần, chỉ mà khoảnh khắc đối với tao là chẳng có hai lần. Là vì những thứ ta muốn và cả những thứ tao cần, đổi bằng cả đông những vết thương và những phút sai lầm, ngừng cố lên khi tao buông, tôi lại muốn nói bao cần, chỉ mà phải khắc đối với tao là chẳng có hai lần. Bởi vì những thứ tao muốn và cả những thứ tao cần, bài cũng khá là ok. Đổi bằng cả đông những vết khắc đối với tao là chẳng hai lần. Bài cũng khá là ok, cái bài này, cái màu riêng của bạn Limitless này, cái bài mình thực sự rất là muốn nghe. Nhưng mà xét về cách mà hát với lại cách rap với lại cách bài flow á, thì cũng chưa có gì thật sự đặc biệt cho lắm. Chưa có sự biến chuyển của cái flow sự rất là quái dị hay sao, mình chưa có thấy được cái điều đó. Thì chỉ thấy một cái màu âm nhạc chỉ là lặp đi lặp lại vậy thôi. Thì chút xíu nhận xét cho thôi, nhưng mà nghe nó khá là ổn. Nếu mà cái bài này một cái single thì cũng nghe khá là ok. Nhưng bỏ vô cái album thì nó có sự lặp đi lặp lại, cho nên là trong cái việc mà mình nghe nguyên cái album á, cho nên là chút xíu nhận xét của mình vậy thôi, nhưng mà bài cũng khá là hoàn chỉnh. Ok, tiếp tục bài tiếp theo. Bài tiếp theo, bài Phóng Lên Mặt Trăng. 1000 view, let's go. What's up design friends? I'm excited to tell you about a new event coming up from Adobe right here. Mình chưa nghe thấy comment kêu là phóng lên mặt trăng luôn rồi, chứ cùi. Main thruster ignition, rocket booster ignition, 4, 3, 2, 1, 0, we have liftoff. Thank you.
phóng lên trên mặt trăng. In the night, yeah, lướt trên con low rider, don't kill my vibe, nhắc tên ta đi hater. With my shit, cố gắng cho giấc mơ này, để chờ một mai nên tôi phóng lên trên mặt trăng. In the night, yeah, lướt trên con low rider, don't kill my vibe, nhắc tên ta đi hater. With my shit, cố gắng cho giấc mơ này, để chờ một mai nên tôi phóng lên trên mặt trăng. Sao phép cảm chưa tới, nghe chưa có đạt. Nói chung biết là thế nào cũng quay lại Travis Scott thôi, nhưng mà khúc này thì chỉnh sửa mastering cái sao phép cái làm chưa có đạt với cái mức đó, cho nên nghe nó cũng khá là tạm ổn thôi, chứ thực sự chưa làm tốt lắm. Nếu mà thực sự nếu muốn làm giống như cái bài của Travis Scott luôn thì chưa có đạt được cái level đó. Nói chung là vậy thôi, tiếp tục nghe tiếp. Tình tao một mai phải tỏa sáng, làm những điều mà mình thật đáng, đã cố gắng bao năm để tao chứng minh với mấy thằng nhóc không ngang hàng. Studio đây ra đường khi midnight, cho những nơi đâu vào trong hố sâu để tao viết thêm bài. On the night, make it right, she's my read, come and get. On the night, make it right, she's my read, come and get. Tao lại bên the stay with the gang, gang, gang. Trong phòng thu tao viết ra thêm bài. My rope đen chân tay, tao sẽ say những đêm này. In the night, in the night, phóng lên trên mặt trăng. In the night, yeah, lúc trên con low rider, don't kill my vibe, nhắc tên tao đi hater. With my shit, cố gắng cho giấc mơ này, để chờ một mai nên tôi phóng lên trên mặt trăng. In the night, yeah, lúc trên con low rider, don't kill my vibe, nhắc tên tao đi hater. With my shit, cố gắng cho giấc mơ này, để chờ một mai nên tôi phóng lên trên mặt trăng. Tao đi vào trang vào những giải pha chỉ để được vút bay lên. Tao luôn vật toán những công cuộc ca khi ta buồn bã. Một quê nhà ra một đám mây đen, ta cũng đã vượt qua thời gian bịt mù coi âm nhạc sớm cây đèn. Có những lúc muốn khóc nhưng sao giọt lệ này lại không rơi. Có bao nhiêu điểm đau mà ta đã thấy lướt qua trong đời. Muốn biết những thứ cái flow Travis Scott nghe rõ ràng luôn. Tiếp tục nghe tiếp. Anh tuyệt vời này thành cơn ơi, cầu cho ta bay thật xa để đến chân trời. Ok, bài cuối, bài outro lớn. Tỉnh dậy mở mắt vào đúng lúc không giờ. Khoan, nghe lại cái beat kia. Old school nè. Tỉnh dậy mở mắt vào đúng lúc không giờ. Ta tiếp tục nghĩ về thứ mình mong chờ. Phòng thu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ. Vì gia đình ta có lẽ đang trông nhờ. Bao nhiêu lúc còn đi học bên trong chờ. Ta vẫn hay viết nhạc ở trong giờ. Ta bỏ ngoài tai những lời công kích và chỉ luôn coi nó như lời bóng đùa. Ta có thời gian sống như một kẻ ác, trả giá bằng máu nước mắt và mồ hôi. Ta nghĩ tự do là sống thật vô đồ và luôn biện minh rằng thế là vô tội. Và ta từng chìm đắm vào những cuộc chơi, những em gái xinh và những cặp chân đùi, và vẫn hút thêm khi các em mời. Có lẽ đã sai đã không vâng lời. Cái
thường những cái bài outro trong cái album đó là mình đang mong chờ để coi bạn chốt những cái câu gì, như bạn chốt tổng kết lại được cái album thứ nhất, cái thứ hai là cái định hướng của bạn trong tương lai như thế nào, thì bạn đang mong đợi những cái thứ đó thôi. Thì nói chung là cái outro này bạn vẫn lặp đi lặp lại những cái gì mà bạn đã hát trong cái album. Nói chung mình chơi gái rồi mình là thế này ngon lành như thế này thế nọ, chứ mình chưa có cảm giác được như là bạn muốn chốt cái album này là xong rồi cái hướng đi tiếp theo của bạn là gì. Tiếp tục mình hy vọng cái khúc cuối mình sẽ nghe được cái khúc đó từ bạn Limitless. Và cũng đã nhiều lần sai, và cũng đã có thời gian mà tao lỡ quên mình là ai. Không còn biết tại sao tao phải dậy vào ngày mai, không biết sống vì ai và không biết sao tao tồn tại. Để khi mà tao nhận ra trách nhiệm mang trên đôi vai, rằng việc chỉ nên làm ăn thôi, thời gian đâu mà oai. Biết rằng những buồn đau sau cùng cũng sẽ mở phai, rằng thầy fan của tao mong mong tao sẽ trở lại. Và vẫn mãi mãi tìm mình làm được, sao gió tao lại càng vừa. Không để cho bản thân mình nên đoạn dây đào tàn của bước về trên đỉnh, chứ không để sống tao tạm được. Và đã kết không còn lời nào. Cái bài cũng đã chốt cái album rồi, cũng khá là tốt, làm cái album khá là hoàn, cũng khá là tròn trịa. Ok. Thì cái bài này mình cảm thấy cũng khá là ok thôi, chứ mà để mình thật sự gọi là nói mà thực sự là gọi là impressed thì chưa. Nhưng mà cũng khá là tròn trịa, tại vì cái bài này cái bài outro nên hát gì cũng ok, cái nội dung mình deliver cũng ok, với là khúc đầu cũng hơi lặp đi lặp lại chút xíu thôi. Ok. Rồi bây giờ mình xin phép mình nói cái cảm nghĩ của mình sau cái album này. Theo ba cái chủ đề, những cái mặt tốt, những mặt gọi là bị hạn chế và những điểm mà bạn nên khắc phục, ba cái điều đó. Và thứ nhất á, cái điều tốt á, là mình rất là nể những người rapper nhưng mà artist nào drop album. Khi mà những người nào mà artist Việt Nam mình drop album á, mình rất là respect cái việc đó, tại vì ít khi nào mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu drop những cái album. Giống như là, nhưng mà mình rất là bất ngờ khi MCK drop album, thì mình hy vọng là những cái bạn Việt Nam, audience Việt Nam khi mà làm nhạc, khi là nó có cái huống, có cái guồng làm nhạc rồi á, thì hãy drop album nhiều hơn. Tại vì cái album là cái để lại cho cái người nghe, nói chung là nó sẽ tốt cho cái community của cái âm nhạc của Việt Nam mình vậy thôi. Thực ra tùy các bạn thôi, nhưng mà mình rất là respect ai mà dành những cái chất xám để tạo ra cái, để làm riêng cái album, tại vì cái album làm nó không phải là dễ đâu, nhìn vậy thôi chứ mà làm cái album nó rất là khó. Cho nên mình rất là respect những cái artist nào mà ngồi chịu khó thời gian làm cái album, thay vì chỉ làm cái một cái hit rồi cứ để đó mấy năm sau làm được cái bài khác, thì cái đó thì đối với mình là cũng bình thường. Thì mình phải công nhận, mình cũng phải cảm ơn, cũng phải hiểu được cái nỗ lực của bạn Limitless bỏ ra khi bạn làm cái album này, thì mình phải cảm ơn cái điều đó và mình phải nể cái điều đó. Ok, cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là bạn làm theo cái mình phải ở đây mình phải đánh giá cao á, cái beat production của bạn, cái beat, cái người làm beat của cái album này, cái nhà sản xuất nhạc của họ, của Limitless làm khá là ok, khá là tốt. Nhưng mà khá là tốt, có thể làm được những cái con beat mà giống như của Travis Scott, làm những cái âm thanh, làm những cái mà này nọ. Nói chung là những cái người producer, những người beatmaker khá là ổn, khá là ok, cũng là có rất là có tài. Và cái mà mình muốn khen nữa là thì bạn Limitless này có được những cái feature cũng khá là thú vị trong cái album của mình. Hình như là mình thấy là ba cái feature, thì ba cái feature đem ba cái màu riêng vào cái album, thì mình thấy cái đó cũng là một điều rất là đáng khen. Và sau đó thì cũng phải công nhận một cái nữa là cái giọng của bạn Limitless nghe rất là ok. Nghe rất là thu, nghe rất là cuốn, nghe nó kiểu như là nó chill chill, xong rồi nó chill chill, xong rồi nó cháy, giống như vậy thôi. Tại vì trong cái chương trình rap Việt mình nghe giọng của Limitless nghe rất là cuốn, tại vì có thể là do những cái beat bạn hát trên những cái bài đó nó nghe cái khác khi vào cái album này. Ok, chút xíu là vậy thôi. Rồi còn cái mặt mà hạn chế thì cái này mình nói thật luôn á, là nếu mà mình kêu mình nghe lại hay không, mình chắc chỉ nghe lại bài của bạn Woody thôi. Thì
bài bài đó nghe có cái chất riêng của bạn Limitless cũng bao nhiêu cái giống từ đầu đến cuối, nghe giống Travis Scott từ đầu đến cuối. Mà Travis Scott thì nó drop cái album bạn Travis, ok Travis Scott drop cái album Astro World được 8 được 5 năm rồi. 5 năm đúng không ta? Từ từ để mình nói cho nó đúng chứ mất công mình nói sai nữa. À 2018 mới đúng rồi. Ôi August 3 hả? Ôi mẹ ơi đúng 5 năm luôn. Đúng 5 năm luôn. Ôi khoan. 8 trừ cho 3. Ôi 6 năm. Ôi 5 năm. Ôi tính ngu lắm. Ok. Thì cũng đã 5 năm rồi. Bây giờ không ai muốn nghe mà cái màu Travis Scott mà nó nghe lại vậy đâu. Nếu mà mình lấy cảm hứng đó, từ những cái khúc bài cũ đó, để mình làm một cái sample cho cái beat của mình đó, thì ok. Nếu mà làm sample đó, thì ok thì được. Chứ mà làm nguyên một cái bài y chang như cái gì luôn á thì nghe rất là chán. Tại không ai mà muốn quay lại thời gian mà nghe một cái bài cũ mà khá là mainstream rồi mà nghe đi nghe lại hoài nghe rất là chán. Bây giờ mình có mấy bài thực sự mình muốn skip luôn á, nhưng mà mình muốn nghe hết nguyên cái bài để coi bạn có những cái thay đổi nào trong cái âm nhạc, trong cái sự lựa chọn của bài hát của mình, thì mình vẫn cảm thấy cái màu của Travis Scott nó xuất hiện lại. Và trong khi đó có những cái bạn feature vào hát thì cũng lại đem một cái khúc flow của Travis Scott đem vào hát, thì mình cảm thấy cái việc đó là nó khá là lặp đi lặp lại và mình nghe rất là chán. Cho nên là mình không có thích những cái mà lặp đi lặp lại. Thứ nhất nè, thứ hai là lấy một cái gì đó mainstream mà đem về mà làm cái chán như vậy, nó nghe nó rất là chán luôn. Rồi và một số điểm lưu ý nữa là khi mà cái bạn Limitless này, bạn tuy là bạn có chất giọng nghe nó đã, tôi nó đánh vô khá là hợp, nhưng mà bạn khi mà bạn hát cái delivery của bạn qua những cái bài nó giống như là bạn đang đọc vậy thôi. Bạn thực cái biến chuyển của cái flow của bạn chưa có đạt được cái mức gọi là đủ để mà mình làm một cái album mà nó thực sự nó đa dạng sắc màu. Cái flow mình giảm giác như là vẫn giống như là đa số đập đi đập lại vậy thôi chứ không có cái gì đặc biệt. Và khi nào bí quá thì bạn quăng nguyên khúc của Travis Scott vô coi như nó bù qua khúc đó. Thì nói chung là cũng khá là mình cũng khá là thất vọng trong cái album này. Và nói thêm chút xíu về cái mặt thất vọng nữa là những cái beat làm, những cái audio production mà bạn làm á, mà dù làm giống như Travis Scott nhưng mà làm chưa có tới, thì cái này nếu mà qua chỉnh sửa thêm một chút xíu nữa thì nó sẽ ok hơn. Thì có những khúc mà bạn chưa có chỉnh được cái audio của bạn nghe, tại vì có nhiều khúc mình nghe cái audio nó còn bị bể nữa kìa. Cho nên là phải chỉnh sửa mastering chút xíu nữa thì nó sẽ hoàn thiện hơn đối với mình. Chút xíu nhận xét vậy thôi. Thì mình chấm ở đây là mình quên nữa, còn nếu mà ok, topic thứ ba là những gì mà cần cải thiện. Thì nói thật luôn, nếu mà bạn Limitless này thực sự nghiêm túc với lại cái sự nghiệp của bạn, thay vì chỉ làm về nghệ thuật vì nghệ thuật, nếu mà làm nghệ thuật vì nghệ thuật như là kiểu như là mình thích thì mình làm thôi, nhưng mà cũng khác nhau, rất là khác nhau nha. Nhiều bạn á, cái những gì mà người ta thích là cái đó có thể tạo ra được cái sự gọi là ủng hộ của nhiều người fan, tại vì cái đó rất là độc đáo. Giống như MCK làm, nó muốn so sánh bạn này với MCK nha, bạn đừng có so sánh. Ý là bạn đang nói về cái sự là cái suy hướng làm nhạc. Thì bạn có thích làm những cái bài nhạc nào á, những bài nhạc đó hay, thì những bài nhạc đó đều bắt tay với lại người nghe hết. Cho nên đó là gọi là làm những gì mà mình thích, làm nhạc nghệ thuật vì nghệ thuật. Còn nếu mà bạn Limitless thực sự gọi là muốn mà chú trọng vào cái sự nghiệp ca hát của mình sau này á, mình nghĩ là nên bẻ cái hướng qua, không nên làm những cái mà của Travis Scott như thế này nữa. Tại vì nếu mà bạn làm như thế này nó sẽ có một cái lượng fan nhất định, nhưng mà để mà đi xa hơn nữa thì mình nghĩ những cái người fan lớn tuổi giống như mình và có nghe qua những cái album của Travis Scott và có nghe qua nhiều bài nhạc US UK, khi mà nghe những cái này người ta sẽ rất là ngấy. Cái này nếu mà bạn thực sự bạn muốn nhắm vào cái đối tượng là đối tượng như là vị thành niên ở Việt Nam phải không, này nọ, thì đối tượng nhỏ vậy thôi thì ok. Nhưng mà nếu mà để vươn ra cái target audience này mà muốn hướng vào một cái target nó rộng hơn thì nó sẽ khó. Tại vì cái màu chất riêng của bạn á, thì bạn cần phải phát huy cái đó là thứ nhất. Và thứ hai á, là mình phải làm ra sao cho cái sản phẩm của mình, những cái gì đó người ta nghe vô, cái này là của Limitless, khá là hay. Chứ mà cái này bạn làm ra cái này á, sẽ là một cái bóng cho bạn luôn. Thực ra bây giờ là nếu bạn làm cái này ra rồi, mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn nói là cái này thực ra bây giờ là giống như Travis Scott này nọ. Nói chung là bạn sẽ bị gác cái mác đó lên người mình.
thì bạn phải cần phải thoát ra được khỏi cái mác đó bằng cách là làm với những cái sản phẩm âm nhạc đậm chất riêng của bạn, mà bạn phải luyện tập, bạn phải suy nghĩ tìm tòi và phát triển lên những cái flow cách hát. Thay vì mình đóng tune thì mình có thể nào mình thay đổi, tại vì bạn đọc rap vẫn được mà, đúng không? Bạn vẫn biết rap, bạn vẫn biết hát, bạn vẫn biết đánh đọc flow, nhưng mà đâu có phải là mình cần phải mà đóng tune tất cả mọi thứ mà mình hát đâu. Thì bạn có thể bạn khai thác những cái mảng đó ra, những gì đó riêng của bạn, hát vào một cái bài hát mình nghĩ là thuộc sự dịnh của riêng của bạn thôi á, thì nó sẽ rất ok hơn. Thay vì mà cứ phải lấy những cái cảm hứng với cái bài nguyên cái bài của Travis Scott vào thì nó sẽ không có, thì nó sẽ hay hơn. Thì chút xíu nhận xét vậy thôi, thì chút xíu nhận xét rất là công tâm của mình. Mặc dù nhiều khi mình nói á, nó nghe nó hơi kiểu như khó nghe, nhưng mà thực ra cái này là những cái nhận xét rất là công tâm của mình vậy thôi. Tại vì mình muốn cho bạn Limitless này, bạn Limitless rất có tài, chứ mà bạn cứ tiếp tục theo cái hướng làm nhạc cái này của mình, hướng làm nhạc này của bạn á, thì mình nghĩ là sau này nó sẽ rất là khó khăn đối với bạn, mà nó sẽ rất là nhiều cái trở ngại luôn. Cho nên chút xíu nhận xét vậy thôi. Thì cũng một cái album cũng khá là đáng khen. Nếu mà mình đừng chấp điểm cái album này á, thì mình sẽ chấm cho nó 3.5. 3 điểm tại sao? Tại vì thực ra 3 điểm ở đây á, là do cái phần trình diễn của bạn Woody vào và những cái feature làm thú vị. Và cái beat nó làm mình rất là âm điểm nè. Cái beat là cái này nọ, cái final production cũng là âm điểm đối với mình. Và cái khúc mà hát lặp đi lặp lại cũng là âm điểm với mình. Chỉ có những cái feature thú vị nó mới kéo lên được thôi. Cho nên là mình xin phép chấm cái album này là 3.5. Đối với mình, đối với thang điểm của mình vậy thôi. Cho nên là yeah. Nhưng mà cố lên bạn Limitless, bạn rất là có tài. Bạn chỉ cần khai thác những cái gì mà nãy giờ mình nói á. Nếu bạn có coi cái reaction này của mình thì bạn đừng có ghét mình nha. Thực sự mình rất là thích bạn. Nhưng mà mình chỉ thất vọng những cái sản phẩm âm nhạc của bạn làm ra trong cái album này thôi. Nói chung là như vậy. Nhưng mà mình sẽ rất là ủng hộ bạn trong cái những cái mà sản phẩm âm nhạc sau này. Thì mình hy vọng sẽ được thấy một cái màu khác của bạn. Nha bạn nha. Ok, chúc bạn đạt được nhiều thành công và thuận lợi trong hành trình trong cái sự nghiệp âm nhạc của bạn sau này. Ok. Rồi một lời cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi cái video này. Thì mình sẽ tiếp tục làm cái reaction rap Việt nữa. Thì cũng cảm ơn các bạn cũng đã xem cái video reaction tập trước của mình. Các bạn coi làm cho mình tới mười mấy ngàn view. Mình rất là vui luôn á, mình rất là hạnh phúc luôn á. Mình không tin được luôn. Cho nên là mình rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cho nên là nếu mà các bạn thích cái content này á, thì các bạn cho mình một like hoặc là giúp mình một subscribe nha. Rồi nếu mà các bạn nghĩ là có những cái gợi ý nào cho mình reaction những cái bài nhạc nào á, các bạn giúp mình comment ở dưới nha. Thì mình rảnh có thời gian mình nhảy vô mình reaction luôn. Ok, vậy đi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thank you.